Ok, hôm nay chúng ta sẽ học là phương trình đường thẳng, bài cuối cùng trong chương trình lớp 12, trang 183. Một đường thẳng D được xác định khi đi qua một điểm và có vector chỉ phương, vector A, A1 và A3, thì nó sẽ được viết như sau. Chỗ này là chữ Y. Và dạng chính tắc thì cũng giống như năm lớp 11, là thêm chữ Z trừ Z0 chia cho 3 thôi. Rồi ok, vô ví dụ 1. Viết phương trình đường thẳng D đi qua M vuông góc, vậy ở đây cái mặt phẳng alpha như thế này sẽ có cái vector phát tuyến là N lần lượt là 5, trừ 6 và 1. Vậy thì đường thẳng D như thế này, thì đường thẳng D nó sẽ có dạng là, để cái viết phương trình nó không nói gì hết, mình có thể viết chính tắc hoặc là tham số. Ở đây thì hay viết tham số dễ hơn ha, dễ nhìn hơn. Thì nó đi qua điểm nào? 2, 3 và trừ 4 cộng 5t trừ 6t và cộng t với t thuộc R. Đi qua n vuông góc với ô x, y, vậy thì đi qua n sẽ có tọa độ là x bằng y và z. 5, 3, 7 và cộng t với t thuộc R. Tại vì vuông góc của y chính là vector k của nó là lần lượt là 0, 0, 1. Ví dụ 2, chứng minh b và quy cắt nhau. Vậy thì chỉ cần nói hai cái vector phát tuyến của nó không gì không song song với nhau là được. Vậy thì thấy nè, với cái này là n1 bằng 2, 1, trừ 1 và n2 ở đây là 3, 4 và trừ 1 vì n1 vì 2 trên 3 khác 1 trên 4 khác trừ 1 trên trừ 1 nên suy ra được n1 và n2 không cùng phương nên suy ra được là b cắt quy. Thì hiển nhiên b cắt quy thì nó sẽ cắt nhau trên một đường thẳng. Đây, ở đây có vector là n1, ở đây là vector là n2. N1 nhân N2 sẽ ra được đường thẳng D chỗ này. Vector U như thế này đây. Là vector vuông góc với hai vector này và đây chính là đường thẳng D người ta cần tìm. Vậy đây mình sẽ có 3 cách cần tìm. Bước thứ nhất, cách 1. Cho ở đây là cho một con số trong đây bằng T, ở đây là cho Z, cho Y bằng T đi. Nó sẽ dễ giải hơn, hoặc cho cái nào bằng T cũng được, nhưng người thích cho bằng này. Ý cộng y trừ z trừ 8 bằng 0 và 3x cộng 4y trừ z trừ 11 bằng 0. Vậy đây thì sẽ giải tiếp vô là thế vô ở đây là nhiêu đây? Thế y bằng t vô vậy là 2x trừ z trừ 8 bằng 0. Rồi y bằng t 3x trừ z bằng 11 trừ 4t. Rồi tiếp tục nữa là gì đây? Thế vô chỗ này chứ sai rồi, chỗ này là điểm phế qua luôn, là cho nó chữ t luôn là trừ z, vậy là 8 trừ t, vậy lấy ở dưới chữ trên đi, vậy là x bằng nhiêu đây? X bằng 3 trừ 3t, y bằng t và z bằng nhiêu đây? Chỗ này dễ nháp vô luôn là thế vô là 3 là 9 trừ cho 11t, dục này qua đây nè, dục qua bên đây là 9, vậy là 2 nè, trừ 2 trừ 5t với t thuộc R. Rồi đây là cách 1. Cách 2, tìm hai điểm chung. Vậy thì bây giờ ở đây mình giải phương trình ra là 2x cộng y trừ z trừ 8. Ở đây là phương trình có vô số nghiệm. Vậy ở đây thầy sẽ thích thầy cho là x bằng 0, suy ra được y, z bằng mấy đây? Ở đây giải hệ phương trình vô cho thầy là mod 9, 1, 2 nhập vô là cho x bằng 0, vậy là 1, trừ 1, 8, 4
trừ 1 và 11 ra 1 và trừ 7. Vậy ở đây y là bằng 1 và z là bằng trừ 7. Vậy thì ta có điểm A lần lượt vào tọa độ là 0, 1 và trừ 7. Tiếp tục cho y bằng 0 thì suy ra được y bằng và z bằng. Ở đây tương tự để nó tính bấm luôn cho thầy, thì bấm lên đây cho nó nhanh. Có 912. Vậy thì nó sẽ là cho y bằng 0, vậy là 2 trừ 1 8, 3 trừ 1 và 11. Vậy là bằng 3 và trừ 2, thì chỗ này là bằng 3 và trừ 2. Chị suy ra được cái này là x chứ. Vậy là 3 điểm B sẽ là 3, 0 và trừ 2. Vậy thì AB, vậy AB chính là cái gì đây? AB là vectơ chỉ phương của nó là 2 là 3 trừ 1 và 5. Vậy suy ra được nó có dạng là x, y và z bằng x thì đi qua điểm nào, thì rõ ràng thấy đi qua điểm là 0, 1 trừ 7 hoặc là 3, 0 trừ 2. Nếu đi 3, 0 trừ 2 giống như chàng con A đúng không? Vậy thì 1 sẽ là 0, 1 và trừ 7 cộng 3t trừ t và cộng 5t. Thì rõ ràng nhìn thấy là cái câu này và câu này mặc dù thấy khác nhau nhưng rõ ràng đi qua cái điểm thì bất cứ điểm A hay được điểm B thì đều đúng hết. Đó. Còn cách thứ ba là ở đây xác định cho thầy là cái gì đây, xác định vectơ n1 n2 chỉ cần lấy n1 nhân n2 vô ra nhiêu, lấy vectơ u là bằng n1 nhân n2, tại vì n1 nhân n2 là tích gì, tích có hướng. Lấy máy tính bấm ra là mod 513 21 trừ 1 xanh 1 2 3 34 trừ 1. Rồi lấy A nhân B thì nó có phải là này sẽ bằng là 3 trừ 1 và 5, cũng chính xác là 3, 1 trừ 5. Thì đi qua điểm nào, đi qua điểm A, điểm B đều được hết. Rồi ở đây sẽ làm cho 3 cách luôn rồi đó. Tiếp tục, ví dụ 3. Viết phương trình đường thẳng đi qua A song song D1. Vậy đây con A ở đây, đi qua A song song D1 là 3, 1 và trừ 2. Gạch vô 3, 1 và trừ 2. Vậy x trừ 1 y trừ 3 và z đó, thì có câu B đi qua B song song D2, vậy là gạch bằng, để đề nó kêu viết phương trình chính tắc, 1 3 4 điểm B là x trừ 3 y cộng 3 và z trừ 5. Câu C qua điểm M song song AB, vậy tính vectơ AB cho thầy. AB là 2 trừ 6 và 5. Vậy là 2 trừ 6 và 5. Vậy ngay chỗ này là x trừ 5, y trừ 6 và z trừ 7. Cộng 6 chứ. Ở trừ 6 đúng rồi. Rồi tiếp câu 4. Ở đây lưu ý có thể chỗ này nè. Nhìn chỗ này là x trừ 3 chia 1 thì người ta có thể viết thẳng là x trừ 3 luôn cũng được. Đó. Ở đây thay vì người ta viết là con này thì nhìn vô là 2 trừ 6 5 đúng không? Nhưng người ta sẽ dùng chia một chút, người ta xóa này đi. Xóa này đi, người ta viết là 6 trừ y. Thì nhìn chỗ đây phải tự đổi là y trừ 6, chỗ này sẽ biến thành trừ 6. Nhìn chỗ đây liền mà lấy vectơ chỉ phương nó là 2, 6, 5 là 0 điểm. Đó là một số mẹo người ta hay cho trắc nghiệm. Câu 4. D chứa đường trung tuyến từ B vẽ ra. A, B, C. Vậy thì ở đây kẻ ra điểm M nằm đây. Thì điểm M sẽ có tọa độ là lấy A và C cộng lại, ở đây sẽ ra là 2 rồi 0 và 3. 2 0 3, vậy thì BM sẽ là như đây. Đây. Thì nó sẽ ra là M với M trừ, vậy là 4 trừ 3 và 2. Thì phương trình nó có dạng là x, y, z bằng bằng 2 bằng và bằng 3 cộng
4t trừ 3t và cộng 2t. Rồi, tiếp tục. Ở đây đề nó kêu là delta xuất phát từ điểm B qua đây. Chỉ biết phương trình pH. Vậy thì ở đây gọi điểm H tọa độ, bây giờ mình sẽ viết phương trình AC. AC thì nó sẽ có dáng điểm ở đây là tính AC vô là AC sẽ bằng là x bằng y bằng z bằng là tính tọa độ mà. AC là bằng là 2 trừ 2 và 2 thì nó sẽ tỷ lệ với 1 trừ 1 và 1. Vậy thì ở đây nó sẽ có dáng điệu là x, y và z bằng đi qua điểm 1, 1, 2, vậy là cộng t trừ t và cộng t. Vậy thì AC ở đây thì suy ra được m, điểm H có tọa độ là 1 cộng t, 1 trừ t và 2 cộng t. Nó thuộc AC. Tại vì ứng với một cái T sẽ là một điểm bất kỳ nằm trên đây. Vậy tìm một cái điểm H sao cho BH trong góc AC. Vậy tính BH cho thầy. BH là bằng T trừ T trừ 3 T cộng 3 chứ. Lấy H ở đây nè, trừ cho điểm ở đây nè. Vậy thì trừ T trừ 2 T cộng 1. Vậy thì có phải ở đây là BH nhân AC bằng 0 không? Thì lấy cái tọa độ lần lượt vô là có thể mình lấy 1 trừ 1, 1 cũng được. Vậy lấy là ở đây là T cộng 3 trừ cho trừ T trừ 2 cộng cho T cộng 1 bằng 0. Thì giải ra là T bằng trừ 2. T bằng trừ 2 rồi sẽ ra được BH. BH sẽ lần lượt là 1, 0 và trừ 1. Vậy thì suy ra được là x bằng, y bằng và z bằng. Đây là phương trình BH có rồi. Vậy thì chỗ này nó đi qua điểm nào? Đi qua điểm B hoặc điểm H đều được. Mà lấy điểm B cũng được đi. Trừ 2, 3 và 1 cộng T trừ T. Cái T thuộc R. Ở đây thì có thể viết một cái phương trình mặt phẳng đi qua gì? Đi qua điểm B vuông góc với AC, được ta cắt cái điểm H ra đây không? Cũng là nó luôn đúng không? Rồi ở đây thì viết tiếp cái cách này, cách 2. Cách 2. Vậy thì ở đây viết phương trình mặt phẳng qua B vuông góc với AC thì nó có dạng AC đây, thì nó có dạng là x trừ y cộng z cộng d bằng 0. Đi qua điểm nào? Đi qua điểm B, thế trừ 2 vào đây, trừ 2 cộng cộng cho trừ 3 cộng 1 cộng d bằng 0. Vậy d chỗ này sẽ bằng 4. Rồi xóa coi chỗ này lại thì chỗ này nó sẽ ra là 4. Rồi đây là phương trình đi qua điểm nào? Đây là phương trình mặt phẳng vuông góc với AC đi qua B. Thì nó phải cắt thằng tan H không? Vậy H chính là giao điểm của thằng nào? Của thằng mặt phẳng B phở đi. Cắt nào? Cắt AC. Vậy thì suy ra được mình thế các tọa độ phương trình AC đâu rồi đây? Thế lần lượt vô trong đây. Thì nó có dạng là 1 cộng t trừ cho 1 trừ t là mấy nữa, z chỗ này thế vô là cộng cho 2 cộng t cộng 4 bằng 0. Giải ra được đây t bằng
C bằng trừ 2 luôn. Vậy suy ra được điểm H tọa độ là nhiêu đây? Điểm T bằng trừ 2, vậy thế vô trong đây thì nó có phải là trừ 2, vậy là trừ 1, 3 và 0. Vậy suy ra được BH. BH, H đâu? H đây, B. Vậy thì thế vô ở đây là 1, 0. Và tiếp tục nữa là trừ 1, nó giống y chang như BH ở đây. Thì ở đây có hai cách để làm. Rồi ở đó, đây là hai cách để làm. Tiếp ví dụ 5. Tiếp phương trình chứa đường phân giác góc trong và góc ngoài. Thì con này là tìm cái chân đường phân giác rồi sau đó viết ra. Con này giống như là ở bài 1, cho nên tự viết vô cho thầy. Ở đây thì sẽ viết kết quả vô. Mình sẽ tìm ở đây là cái góc A, B, C. Đây điểm D. Đây điểm E. Điểm D ở đây sẽ có tọa độ là 1 phần 3, 3 và 1. Và điểm E tọa độ là trừ 5, trừ 1 và 9. Đó. Tiếp tục câu 6. Trong không gian khối Y, Z cho M. Rồi gì đó. Tìm hình chiếu của đường thẳng lên cái mặt thẳng này. Vậy thì bước thứ nhất á, mình phải tìm được cái giao điểm của cái đó. Rồi. Đây là mặt phẳng alpha. Đường thẳng D. D thì bất kỳ nằm ở đây. Đây là thẳng D. Thì hình chiếu nó xuống á, thì bước thứ nhất á, là tìm giao điểm A ở đây. Rồi sau đó mình sẽ lấy một điểm B bất kỳ nằm trên đây. Rồi cái mình chiếu nó xuống dưới đây, nó vuông xuống đây. Điểm H nằm đây. Thì AH chính là D phẩy. Vậy bước thứ nhất tìm giao điểm vô. Vậy thì D cắt alpha bằng điểm H bằng điểm A. Vậy suy được A phải là nghiệm của hệ nào? X trừ 3Y cộng Z trừ 4 bằng 0. Rồi viết cái này theo cái phương trình tham số là X bằng 1 trừ 3T, Y bằng 3 cộng 2T, Z bằng 1 trừ 2T. Thế lên trên đây lại có phải giải được điểm T không? C được T bằng mấy? Lấy máy tính bấm luôn. Vừa thế luôn. Là 1 trừ 3X trừ cho 3 mở ngoặc ra là 3 cộng 2X. Rồi cộng cho 1 trừ 2X trừ 4. Giải ra được T là bằng trừ 1. Vậy C được điểm A cho tọa độ là thế trừ 1 vô đây là ra là 4, 1 và 3. Là tiếp tục chọn một cái điểm bất kỳ ở đây. Thì ở đây thì chọn điểm B để cho T bằng 0 nè. Thì C được điểm B bằng mấy? 1, 3, 1. 1, 3, 1 thì rõ ràng nó thuộc cái gì? Nó thuộc D không? Thầy sẽ tiếp tục, thầy sẽ tìm hình chiếu của gì? Của B lên alpha. Thầy sẽ viết phương trình về viết phương trình đường thẳng, tiếp phương trình đường thẳng đi qua gì? Đi qua B và vuông góc với alpha. Thì x ở đây bằng nhiêu? X ở đây nó sẽ bằng là y và z. X ở đây sẽ bằng nhiêu đây? Đi qua điểm nào? Đi qua điểm B. Điểm B đâu? Vậy 1, 3, 1. Cộng cho dễ vector pháp tuyến của alpha chính là vector chỉ phương của BH. Vector pháp tuyến bằng lượt là 1 trừ 3 và 1. Rồi vậy thì ở đây suy ra được T bằng mấy, là thế lần lượt cái T trừ 1 vô nè. 1 cộng T
trừ 3, 3 trừ 3t. Rồi 1 cộng t trừ 4 bằng 0. Rồi tới đây giải phương trình ra tìm t cho thầy. Trừ 3 cộng 1 cộng x trừ 4 t bằng 1. Chị suy ra được cái điểm gì? Điểm H của mình sẽ có tọa độ lần lượt là nhiêu đây? Thế vô là 1 vô đây sẽ ra là 2, 0 và 2. Chị suy ra được AH bằng mấy? AH điểm A đây, điểm H đây. Vậy AH sẽ ra là trừ 2, trừ 1 và trừ 1. Vậy nó song song với là 2, 1, 1. Vậy thì ở đây mình đã có được vector chỉ phương rồi. Thì giờ muốn viết được nó thì D' nó sẽ có dạng là nhiêu? X bằng, Y bằng và Z bằng. Thế lần lượt vô là đi qua điểm gì? 2, 0, 2 rồi cộng 2T rồi T và cộng T với T thuộc R. À, rõ ràng thấy con này cũng ok đúng không? Dễ mà. Viết phương trình đường thẳng delta là hình chiếu vuông góc với đường thẳng D trên trục OIZ. Khi chiếu lên OIZ thì nó sẽ còn dễ hơn nữa. Chiếu lên OIZ đó, thì hiển nhiên x sẽ bằng 0. Đây là mặt OIZ. Đây là thẳng D bất kỳ. Vậy thì hiển nhiên nó cắt nhau tại một điểm A ở đây. Lấy một điểm B bất kỳ ở đây thì chiếu lên đây, H ở đây. AH chính là đường thẳng D phải. Vậy điểm A sẽ có tọa độ là bao nhiêu đây? Lấy một điểm A bất kỳ sẽ tọa độ là, mình viết lại phương trình là x sẽ bằng là 1 cộng 2t, y sẽ bằng là trừ 2 cộng t và z nó sẽ bằng là 5 cộng 2t. Này đặt là bằng t nè, thì nhân kéo qua cho thầy đó. Vậy thì ở đây nó sẽ điểm A tọa độ là 1 trừ 2, 5. Vậy thì rõ ràng, vậy điểm này điểm B, mình chưa thấy cắt mà. Điểm B tọa độ là này, vậy thì cái suy ra được điểm H là bằng chiếu lên đâu? Chiếu lên O, Y, Z. Thì sẽ ra là 0, trừ 2 và 5. Rồi, thì có phải như là D cắt OIZ á, mà OIZ chính là phân trực x bằng 0 á, thì suy ra được là nhiêu đây? 1 cộng 2T bằng 0, Y bằng trừ 2 cộng T, Z bằng 5 cộng 2T. Không ghi cho đúng hơn nè. Này là x bằng 0 nè. Rồi x sẽ bằng là 1 cộng 2t đó, thế như số 0 vô, vậy t là bằng trừ 1 phần, t bằng trừ 1 phần 2, vậy suy được điểm A bằng nhiêu đây? 0, trừ 5 phần 2 và 4. Vậy thì rõ ràng tính ra được AH là xong rồi viết ra, rồi dễ dàng, không gì khó hết. Viết phương trình đối xứng. Đối xứng đây thầy sẽ chỉ cách làm lại luôn. Bước thứ nhất á là tìm cái giao điểm chung. Nếu mà đường thẳng á nó cho á mà nằm trên cái gì? Đây, lập luận là nếu đường thẳng nó cho mà nằm trên alpha luôn. Alpha hoặc b nào đó nằm trên đây thì lấy đối xứng cái hình chiếu thì nó cũng chính là nó, cho nên đời không ai cho hết. Đời hay đề không ai cho hết. Nếu mà cho song song tìm hình chiếu xuống á, thì ở đây chỉ cần tìm một cái điểm mình chiếu xuống dưới đây là điểm H. Nó không có cắt được. Mà chiếu lên đây cái ra được điểm này, cái nó chính là hai điểm này cũng song song với nhau. Vậy đi qua, vậy có phải nó đi qua H và song song với D không? Là cái bài toán số 2. Nếu lấy đối xứng qua luôn thì lấy đối xứng gì? Lấy đối xứng là A phẩy qua đây nè. Thì
thì đi qua a phẩy và làm đây chính là d hai phẩy, này là d phẩy này đó. Cho nên những trường hợp này thì nó dễ quá rồi. Còn trường hợp cuối cùng là mà ở đây nó sẽ cắt. Nếu nó cắt á thì bước thứ nhất phải tìm được cái gì đây? Tìm được cái điểm A ở đây. Rồi sau đó chọn một điểm B bất kỳ ở đây. Cái này chiếu viết phương trình đường thẳng đi qua B và vuông góc với nó cắt nhau tại H ở đây. Thì viết phương trình AH là đường thẳng hình chiếu lên mặt phẳng alpha. Còn nếu mà lấy đối xứng qua luôn á thì nó chính là tìm điểm B' ở đây. Viết phương trình B'A nó chính là đường thẳng D2' là chính là đường thẳng D mà nó đối xứng qua cái mặt phẳng, là câu ví dụ 7. Hướng thì làm vậy rồi, đó thì mình chỉ cái hướng làm rồi đó. Là câu A làm theo hướng này. Còn câu B đề nó cho hai đường này á, mặt phẳng này á thì nó song song. Cho nên B ở đây nè, B nó sẽ ra là N của nó ra là bằng 2, 1, 1. Và D ở đây á, NU của nó thì ra là 2, 1, trừ 5. Lấy cái này, nhân này, lấy này, nhân này, nhân này bằng 0. Vậy có phải N nhân cho U bằng 0? Vậy có phải là đây là đường thẳng vector phát tuyến của nó là N, U ở đây là U đây. Hai này vô bằng 0 thì thằng này song song với thằng này. Và thế cái điểm vô điểm này là 4, 1, trừ 1. Thế vô đây nó không thuộc, không thuộc thì mới song song. Còn nếu mà thuộc thì nằm trong. Rồi. Ví dụ 8. Viết phương trình đường thẳng vuông góc chung. Câu này tương đối dài. Thành cho kỹ vô. Câu này là những câu mà gọi là tính toán ta hơi gọi là hơi dài. Ở đây thầy có một cái đường thẳng D1 đi qua điểm M có tọa độ là đường thẳng D1 đi qua điểm M. Tiếp tục nó đường thẳng D D1 này D2 đi qua điểm N. MN thì được gọi là nói sai rồi. Đường thẳng D1 không có gì hết. Đường thẳng D1 đây, đường thẳng D2 nằm đây, hai đường thẳng này có đoạn vuông góc chung là MN, nó bị ngược. Có đoạn vuông góc chung là MN. Rồi, đoạn vuông góc chung này vậy bước thứ nhất thầy sẽ tìm một điểm M sẽ có tọa độ lần lượt là nhiêu đây? 3 cộng M trừ 1 trừ N và 4 cộng M thuộc D, thuộc D1. Điểm N sẽ có tọa độ là 2 cộng 2N. Thay vì chỗ này mình ghi T, chỗ này ghi K. Tại vì hai cái ứng với cái M và N, hai số này khác nhau cho nên phải chọn hai số khác nhau. Cực D2. Vậy thì ở đây thầy tính vector MN bằng lấy dưới chữ trên là 2N trừ M trừ 1 rồi trừ N cộng M cộng 3 4N trừ M trừ 7. Thì mình sẽ giải phương trình là MN nhân cho vector U1 bằng 0 và MN nhân vector U2 là bằng 0. U1 là 1 trừ 1 và 1, U2 là 2 trừ 1 và 4. Thì lấy ít những ít như z z thì rõ ràng chương trình này hai ẩn hai phương trình thì giải ra được là M thì sẽ bằng là trừ 2 và N sẽ bằng là 1, giải hệ này ra. Vậy suy ra được M sẽ tọa độ là 1, 1 và 2 và N sẽ tọa độ là 4, 3 và suy ra được MN. Cái chỗ này nhân hơi bị dài, tự nhân cho thầy. MN sẽ ra lần lượt là 3, 2 và trừ 1. Đây là cách số 1. Cách số 2. Cách số 2 thì ở đây thầy sẽ viết phương trình rồi ở đây nhận xét cho thầy là nếu ở đây lấy U1 nhân U2 thì chính là vector chỉ phương của MN, là một cái vector A nào đó. Vậy vector A ở đây á, sẽ là gì? Là vector chỉ phương, lấy hai này vô nó mới tính bấm ra sẽ ra là trừ 3, trừ 2 và 1. Nó sẽ là cái vector chỉ phương của MN hay là của đường góc chung.
nhận xét mặt phẳng B phở. Thứ nhất á, MN á thì cắt D1 á thì suy ra được á sẽ tồn tại mặt phẳng B phở á thì nó sẽ chính là MN và D1 không? MN chứa MN và D1 thì cái mặt phẳng này á thì ở đây muốn tồn tại mặt phẳng B phở thì giờ là rõ ràng á B phở nó cắt D2 tại N. Một mặt phẳng chứa D1 và MN theo trước. Cái này thì nó chính là một cái mặt cái gì đó mặt như vậy nè. Thì nó dài đó nó cắt chỗ này tại điểm N ngay đây. Thì giờ chỉ cần mình tìm một điểm N là xong. Tại vì vector A chính là vector chỉ phương của MN rồi. Vậy thì muốn tìm được cái vector pháp tuyến N của gì? N của mặt phẳng B ấy, thì sẽ bằng cái gì đây? MN, MN chính là vector A và D1 chính là vector U1 nhân cho vector A. A là 3 trừ 3 trừ 2 và 1 và MN và vector U. U1 nó sẽ ra là 1 trừ 1 và 1 thì ở đây tính ra được cái chỗ này nó sẽ ra là 1 trừ 4 và trừ 5. Vậy suy ra được phương trình B phở nó sẽ có dạng là x trừ 4y trừ 5z và cộng 13 vì nó đi qua điểm nào? Vì nó đi qua điểm gì? Điểm D. Thì nó rõ ràng là nó đi qua điểm gì? Điểm 3, trừ 1 và 4. Thì đi qua điểm nào cũng được. Ví dụ điểm A. Điểm A nằm đây nè. Thì nó đi qua, nó chứa rồi. Thì thế vô nó ra được chỗ này. Thế vô nè, 3. Thế vô trừ 1. Và thế vô là 4. Thì thỏa mãn thôi. Vậy thì B á, nó cắt thằng nào? Nó cắt thằng D2 á. Tại điểm N. Thì dễ dàng giải ra được như kiểu nãy giờ đó. Thì giải được điểm N cũng chính là bằng 3, nó chính là 4, 4, 3 và 1. Có điểm N rồi thì điểm N xong rồi, vậy thế 3, 1, 4 và vector gì? Và vector chỉ phương nó đây. Đây là vector chỉ phương và đây là điểm N. Vậy rõ ràng đi qua điểm và có vector chỉ phương là xong. Cũng chính là cái này nó giống như cái câu trên đây nè. Đó, giống như trang rồi đó. Rồi cái phần này hơi dài. Ngắt ra, tiếp là phần số 2 về cái phương trình đường thẳng.